Hai, vợ chồng miền Tây mến chào cả nhà nha. Rồi hôm nay tiếp tục hành trình đi bẫy chuột nha cả nhà. Thì hôm nay nên đặt ở khu này nè. Đó, khu này thì bên đây người ta cắt hết rồi, chỉ còn có một miếng ở ngoài đó đó cả nhà. Miếng ngay chắn giữa, khoảng chắn giữa đồng á, là người ta chưa cắt. Đó, dài vô trong cái hàng cây trong đó luôn. Thì nên thì không có đặt bên đây, tại bên đây có mấy ông anh ông quánh này, thì nên đặt cánh bên này nè. Đó, bên đây thì có ngay chắn chỗ này nó chưa cắt nè cả nhà. Thì nên nghe nói là ngày mai chỗ này nó sẽ cắt, thì chắc nên đặt bên này, ngày mai sẽ ở lại đây, sẽ chờ người ta cắt khu này ra mình nên đặt nè. Thì nên đặt cặp theo cái vườn mít này nè cả nhà, quay hướng này mặt trời hơi chá cả nhà thông cảm nè. Đó, nên đặt theo cái vườn mít đó. Thì ngay chắn cái chỗ đường này là người ta làm cầu nè cả nhà, làm cầu làm đường nè. Đó, cái cầu người ta đang làm trong đó đó. Đó, mở đường đi thẳng vô lúc trong kia luôn đó nha. Đó, cầu người ta đang làm, mép bên đó người ta chưa cắt cái nha. Thì giờ này thì cũng mặt trời cũng sắp xuống rồi cái nha. Thì nên cũng đã đặt xong hết số gặp rồi. Cái liều của nên thì nằm tuốt miệng ngoài đó đó. Tại nên đặt mép ở ngoài kia với mép ở trong này. Thì đặt cũng đã xong rồi cái nha. Bây giờ nên sẽ đi lại đằng đẵng rồi coi cơm nước đồ ha, người che chòi đồ, ăn tối ngủ. Rồi tối chừng nào nên có đi thăm á, rồi nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem nha. Rồi. Hai vợ chồng miền Tây xin chào cả nhà nha. Rồi giờ này cũng 7 giờ ngoài, hai chồng nên sẽ đi thăm lập chuột nha cả nhà. Kìa bà xã nha, nay có chiêu mộ thêm đại tử nha, chào ơi. Hello anh em. Hello anh em. Kìa bên đó có hai ông chú đi thăm nữa kìa, hai ông chú đặt ở bên đó. Thì tối cũng ngủ ở đây nè cả nhà. Đó, cái chạy của nền đó. Hai ông chú cũng ngủ giỏng ở đây luôn. Hai ông chú đó cũng ở gần chỗ nên ở. Nên cũng xin mời cả nhà cùng theo vợ chồng nên trải nghiệm đi thăm những cái lợp nha. Mong rằng bữa nay sẽ có lý hết cả nhà. Có gì không? Không thấy gì hết hả? Không thấy gì hết rồi cả nhà. Vô mấy cái đầu sao thấy nó heo heo à. Đây dính con nè. Đi đâu mà. Đây được nghe em nè cả nhà. Bự. Ai đưa đứa gọng bự đấy. Đứa gọng bự đây. Đem cái gọng bự lên. Lính. Mày điên hồi mày đạp gầm tao hết bây giờ. Con nó cả nhà ơi. Để cái gọng ra thấy không cả nhà. Con anh kia luôn. Lính nó đi đặt chuột nữa nghe cả nhà. Chút xíu là nên dẫn cả nhà đi coi cái gặp của con em nó đặt. Em nó cũng có đặt, nó đặt đâu cũng ông hí cái kiểu đó, nó cũng đặt 50-60 cái gì đó. Nó đặt kiếm ăn ở nhà, nó đặt cánh mấy bên này nè. Nó đặt cánh mấy bên đó, đó. Để chút nên qua coi thử coi em nó đặt rồi. Rồi để nó ngưng đây nha. Nào có nên sẽ quay tiếp. Đây dính được em nè nha. Nó vô gặp mà nó chạy dữ lắm luôn nè. Ô cò. Cò này đâu đó. Đây. Nè anh em thấy không? Con anh kia luôn nè. Ui, mày bớt nói lại đi. Dính được con cả nha. Đây, để nên gài lại nha. Đó dính được con rồi. Nè, đổ vô. Chạy đây sáng luôn nè, sáng cho luôn nè. Trưa bữa này mới cắt mà. Đây, đây, đây. Vô. Rồi, để nên gài lại. Em nó thăm dính được con nữa kìa nha. Đây. Toàn chuột bự không à. Không có chuột nhỏ rồi. Rồi, để nên gài lại. Con chuột bự con chuột nhỏ là sao? Đó là sao? Hai con lật luôn nha, con bự con nhỏ. Bữa nay vô mánh nè anh em ơi. Bữa nay mình trúng cơm. 7, rồi. Hai em. Em bự em nhỏ, em nào ra trước? Em bự ra trước. Con nhỏ ra trước. Rồi. y gan con nhỏ ra trước. Tại sao tôi nói con bự ra trước? Trời ơi, gì sao nay đổ kỳ với chàng. Đây, để nó ra đây. Con này ha. Đôi Vinh còn bự nhỏ, nhỏ hả? Nhỏ. Tưởng đâu con bự. Mấy con bự lên nó lấy rồi nó đâu kêu. Rồi, tiếp. Đường mòn chạy quá trời nhiều luôn đó nha. Nhưng mà đặt sao nó không chạy vô gặp. Giờ này trưa hay sao không? Nên cũng không biết nữa. Ở đây Vinh còn nhỏ nè. Rồi, để nên lại dạy. Được không? Nè, đây con nhỏ nè. Đó con nhỏ nữa nha. Đây nè. Đây con nhỏ nè. Nào có nuôi tiếp nữa nha. Để cho bà xã nên đổ cái con chuột đó. Nó dính con rồi. Này chắc chết rồi cả nhà. Ồ, đây con nè. Đây con nhỏ này nha. Đó con nhỏ ở trong đó nữa kìa. Trong đó con nhỏ nữa kìa. Này thấy cái mồi không có ghim mà đường mòn sao nó chạy nhiều lắm cả nhà. Mà sao đặt nó không dính. Hay là giờ này nó chưa chạy nên cũng không biết luôn. Chứ thường là giờ này chuột nó ra đó. Nó không chịu chạy vô anh em. Chuột nhỏ. Rồi, để nên tiếp bà xã nên cái lại dính đường con này. Con chuột này lỡ rồi. Bỏ nó không đi. Đâu lỡ mấy đâu. Đây nên thấy dính còn nữa nè. Ủa, này chuột này hơi bự à. Đổ đâu quay mình ra nha em. Đấy nè. Rồi nên gài lại. Đó đường con bự. Ừ, coi. Em này cũng ký mấy à nè. Con bên kia. Vô. Đó dính con rồi nha. Nhỏ bự. Nhỏ hả? Gài lại đâu? Gài chăn chỗ đó đó. Này nên bắt con chuột quay về nha cả nhà. Chứ ngoài này giờ không có thấy cái đường, không có thấy cái đường gõ nó xuống. Ồ, đây dính con cả nhà. Ủa nhỏ không à? Đây dính con nhỏ nè. Ồ, ba cái dính ba con luôn cả nhà. Một con, hai con, đây con, đó, ba con, ba cái ba con luôn nghe nha. Rồi để nên dừng máy nên đổ tiếp thằng em đó nghe nha. Đó dính còn bự người nha. Chừng đạp cái gặp anh đó. Ồ. Đây một em bự. Vô. Rồi, cho nên gài lại. Đó dính con kìa, nghe em nó mê. Đây dính con nhỏ nè. Kìa. Nói nè, gặp trong đó đó. Đây dính con bự nè. Đổ đi. Thổi nó. Rồi. Đây con bự nè. Bích rụp. Đó dính hay vậy? Ừ. Ông đá ơi. Không thấy. Con không thấy luôn. Đá luôn. Đá luôn. À. Em nói đây dính này nha. Nè dính con chuột nhỏ nè. Đó, chuột nhỏ đó. Đâu dính nữa. Ồ, đây dính con bự. Đăng kỳ. Chùi xuống cái lợp. Lợp nhỏ làm chặt cứng lợp luôn. Rồi, nãy giờ hai chồng lên cũng thăm xong rồi cả nhà. Rồi này hảo rồi cả nhà. là đủ được 2 kg chuột lớn, 2 kg 2 kg ngoài chuột lớn, 2 kg 2 kg rưỡi. Đây đó. Đó này chừng ký ngoài chuột nhỏ cả nhà. Này hẻo rồi. Nhập lại nói chung là cũng được cỡ khoảng 3 kg ngoài 4 kg. Thì cử tối nhiêu đây là thắt rồi cả nhà. Thì giờ mong rằng cử sáng nay ha, sáng nay sẽ trúng hơn ha cả nhà. Chứ nhiều đây là hẻo heo luôn. Rồi, nên cũng chúc cho cả nhà có một buổi tối thật vui vẻ nha. Và luôn hạnh phúc bên gia đình. Rồi, chúc cả nhà ngủ ngon và mơ nhiều giấc mơ đẹp. Hẹn cả nhà lại sáng mai nha. Sáng mai nên đi thăm mình nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Rồi, hẹn cả nhà lại sáng mai. Bye cả nhà. Bye. Kìa đó, con lên nhỏ. Hai. Vậy cho mình Tây xin chào cả nhà nha. Rồi mình cũng xin chúc cho cả nhà có một ngày mới thật nhiều tốt lành nha. Thì giờ này nói chung là cũng còn sớm cả nhà. Thì cũng 2 mấy gần 3 giờ. Tại bữa nay nên chưa có cuốn nha cả nhà. Để sáng sáng chút nên mới cuốn. Nhưng mà nên sẽ đi thăm nha. Đi thăm sớm một quận đó cả nhà. Lặng sẵn có hai ông chú á. Ông cũng ở gần đó đó. Ông nói có chỗ bán có giá hơn. Cho nên ông kiểu nên tại ông về sớm 2 giờ là ông hiện giờ ông đang đi cuốn gặp rồi đó cả nhà. Thì ông cuốn xong chừng 3 ngoài 4 giờ là ông về rồi. Cho nên ông kêu nên đi thăm cử cái đi. Lặng ông chỉ chỗ cho cần cho có giá cái nha. Cho nên hai chồng nên sẽ đi thăm sớm thôi nha. Nhưng mà gặp thì chưa cuốn. Chắc để sáng sáng ấy nha. Sáng sáng rồi nên ở lại đây cho bà xã về căn thôi. Rồi sáng sáng ở lại đây người nên sẽ cuốn sao. Cho nên giờ này đi thăm đảo vòng thử coi có dính con nào thì nói chung đổ con đó luôn hết cả nhà. Thì nãy giờ cũng dính, nói chung cũng dính lây gai cả nhà. Cũng dính được vài em. Nè, đây dính em bự nữa nha. Thì nói chung bây giờ này con chuột nó vẫn còn ở ngoài ruộng nữa cả nhà. Chưa có vô bờ hết nha. Tại giờ này còn sớm á, chuột thuyền thường á, nhiều khi mấy cái chậu á là nó đi trễ lắm. Nó vô trễ lắm, cho nên giờ này là nó chưa vô đâu. Nó còn hiện đang ở ngoài lặng quẩn dạo quanh ở ngoài cả nha. Cho nên gặp này nên để lại sáng nên mới cuốn chứ không có cuốn giờ. Bây giờ này mới có 2 giờ mấy gần 3 giờ gì. Thì sáng chút nên cuốn đó nha. Để cho bà xã thăm cử về coi coi được nhiêu. Rồi thôi để chuyện nào để nên gài lại cái nha. Để chuyện nào có nên quay tiếp. Để dính được con bự nữa nha. Bà xã nên mới đổ con nhỏ rồi. Nè, đây con bự. Vô đây. Nó không vô nó cắn đó nha. Để nên đuổi nó vô rồi. Rồi. Hai chồng nên cũng thăm xong rồi nè cả nhà. Thì nói chung này cũng đỡ, cũng không trúng, cũng không thắt gì, vừa kiếm sống được cả nhà. Nè, đó, đây là chuột bự nha. Chuột bự cũng tầm 3 kg ngoài 4 kg cả nha. Nè, một đống chuột nhỏ luôn, dính nhiều mà dính chuột nhỏ nhiều à. Tại tối nên có đi thăm một chút nữa đó. Đi đảo một vòng đó, dính chuột nhỏ nhóc đây nè. Nhỏ không cũng hơn 3 kg cả nha. Ha. Tính hết luôn chắc cũng cả 7 kg. Đó. Tính hết luôn cũng cả 7 kg chuột cả nhà. Để đi, nhiều đây cũng sống được ha. Thì tối hai chồng lên thì ngủ đây nè. Giờ chắc này lên xe cho bà xã về trước, di chung với hai ông chú, ông chỉ đường á. Hai ông chú ông chỉ đường á, sẵn về luôn. Đi kiếm chỗ bán cho có giá chút thôi nha. Đó. Nè, để lên nè. Rồi nên thì ở lại để sáng sáng chút xíu cái đi cuốn bả gặp cả nhà. Cuốn bả gặp với kiếm chỗ đặt lại. Chuột nhỏ nhiều này mà, dính chuột bự nhiều rồi là sướng luôn á. Nhỏ nhiều mà chuột nhỏ cũng im kìa nha, được rồi. Thời Nền cũng xin kết thúc video đây nha. Thời Nền cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà cũng đã bỏ thời gian theo vợ chồng nên trải nghiệm thăm những cái bẫy nha. Mong rằng cứ sau sẽ khám phá hơn ha nha. Rồi, nếu cái nhà thấy hay thì cho vợ chồng nên xin một like và một đăng ký nha. Thì vợ chồng nên cũng xin chân thành cảm ơn cái nhà rất nhiều luôn. Nên cũng xin hẹn cả nhà lại video sau nha. Chúc cả nhà xem video vui vẻ. Bye bye cả nhà.